Chiều ngày hôm qua, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Tân Biên đã tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Đến dự có ông Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Tân Biên đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào hoạt động của đoàn cho hơn 7.500 lượt đoàn viên thanh niên, vận động thực hiện các công trình thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, đào đắp sửa chữa, nâng cấp phát quang hơn 33 km đường nông thôn, bê tông hóa 300 mét, làm 9 tuyến đường xanh sạch đẹp, trồng hơn 5.500 cây xanh ở khu vực công cộng, phối hợp mở 13 lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cho gần 400 thanh niên, trao tặng 5 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, 2 giếng nước sạch cho người dân, xây dựng 2 cụm trò chơi miễn phí cho thiếu nhi, thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và 830 hộ nghèo. Tổ chức hội giới thiệu cho đoàn kết nạp 150 đoàn viên mới và giới thiệu cho đảng kết nạp 37 thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Ủy ban nhân dân huyện đã trao giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tân Biên tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019.